Tử vi về ngày 18 tháng 11 âm lịch, Kỷ Dậu. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề luận tử vi cát hung cho ngày 18 tháng 11 âm lịch của các con giáp. Được sự hướng dẫn và tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã đưa ra được phần luận tổng quan cho cát hung cho ngày 18 tháng 11 âm lịch. Qua chương trình này, kênh Phong thủy Gia Cát hy vọng anh chị có thể biết được những điều tốt và xấu của bản thân trong ngày hôm nay, đón nhận những vận may, phòng chống những thị phi xui xẻo không đáng có. Anh chị hãy cùng theo dõi. Tổng quan ngày 18 tháng 11 âm lịch. Ngày 18 tháng 11 còn gọi là ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này sẽ có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tức là đất quán dịch lớn. Do Dậu và Mão chính xung, Kỷ âm Thổ khắc Quý âm Thủy, Ất âm Mộc khắc Kỷ âm Thổ, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Quý Mão sinh năm 1963 và Ất Mão sinh năm 1975. Tổng quan tử vi 12 con giáp, tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Kỷ âm Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó, có sao hàn trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tý. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa cuộc đời của mình. Trong ngày này còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Trong ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về các vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm Thổ gặp Kỷ âm Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quân hung. Bên cạnh đó còn là có thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Người mà trong mệnh gặp ngôi sao này sẽ thích các môn học liên quan tới văn, sử, các môn học liên quan tới thuật tướng học, tứ trụ. Hơn nữa tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu mệnh nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giáp khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải, thị phi. Tuổi Dần, Dần Dương Mộc gặp Kỷ âm Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người đó vì có hung thần chiếu mệnh trong ngày hôm nay. Trong ngày này còn có thần quốc ấn sáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn, có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng lên, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm Mộc gặp Kỷ âm Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, nên gia chủ tuổi Mão sẽ có được tài lộc hơn,
Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế, Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Kỷ Âm Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Sau hoàn trì, chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có Thái Cực chiếu mệnh là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Hơn nữa những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói đây là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Kỷ Âm Thổ là thịch thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Không chỉ có cát thần, ngày này còn có hung tinh, kình dương, chủ về tai họa, thương tật. Nên gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý ngay những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp, cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp Kỷ Âm Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này cần cẩn trọng hết sức, tránh các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Vào ngày này có cát tinh thiên lập đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, phần hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế, Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Kỷ Âm Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày này còn có hai cát tinh là Thái Cực và Phúc Tinh đóng mệnh. Đây đều là những ngôi sao tốt, đem lại các cơ hội mới trong công việc. Quý nhân trợ giúp cho người tuổi Mùi. Bên cạnh đó vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý. Người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam hợp, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương Kim gặp Kỷ Âm Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thân. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Sau hàm trì chiều tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Thìn, với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa cuộc đời của mình. Trong ngày này cũng có cát tinh và kim dư và thiên ất sáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Thân, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Đặc biệt năm 2020, Thái Tuế, Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân,
Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong những ngày vừa qua, gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày này có các tinh là Văn Xương và Quý Nhân, tương tinh chiếu mệnh. Đây là các tinh chủ về việc học, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh, hanh thông. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá, với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn được phá Thái Tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều hơn về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày này còn có các tinh thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Bên cạnh đó, có vận trình của người tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm 2020, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp kỷ âm thổ là Thất Sát, Thiên Quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về lời giải vận hạn ngày 18 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, đời sống, tâm linh. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.